Xin chào các bạn thân mến, để mua được cái chứng chỉ quỹ của Techcom Security phân phối thì anh chị và các bạn cần có một cái tài khoản giống như của mình như này là 105C041670 và cái tài khoản này thì hoàn toàn mở online. Sau đó thì anh chị có cái màn hình đặt lệnh quỹ này. Cái việc mua quỹ này rất là đơn giản anh chị ạ, tức là mua hoàn toàn online chứ không cần phải là đến quỹ đầu tư để đặt mua. Thế thì hiện tại ở Techcom Security họ đang phân phối là ba quỹ đầu tư. Đây anh chị có thể thấy này, ba quỹ đầu tư nhé. Một là quỹ trái phiếu TCBF, hai là quỹ linh hoạt FlexCash. Đây là cái quỹ mà anh chị có thể mua bán bất kỳ khi nào cũng được và không bị mất phí mua lại. Và ba là cái quỹ cổ phiếu Techcom Top 30, tức là 30 cái cổ phiếu hàng đầu. Đó. Thế thì cái việc chúng ta chọn thì chúng ta chỉ cần nhập cái mã là xong. Và cái ngày giao dịch chính là cái ngày anh chị đặt mua. Cái số tiền đặt mua tối thiểu đấy ạ là 10.000 đồng nhé. 10.000 đồng mình có thể mua được chứng chỉ quỹ rồi. Rất là dễ đúng không ạ? Tối thiểu bằng mệnh giá của chứng chỉ quỹ đó. Và ở đây anh chị có thể đặt lệnh định kỳ được này. Cái nút lệnh định kỳ này được hiểu là như thế nào? Tức là anh chị có thể hàng tháng không cần phải đặt là mua mà tự động hệ thống sẽ trừ tiền trên cái tài khoản đầu tư của anh chị tại Techcom Security hoặc là trừ tiền trên tài khoản của ngân hàng Techcombank nếu tài khoản ngân hàng Techcombank kết nối với tài khoản chứng khoán. Nó rất là dễ. Và có thêm một cái nút là được giới thiệu bởi, tức là đây là cái người giới thiệu của anh chị và các bạn. Đó. Và anh chị và các bạn có thể nhập cái mã giới thiệu của mình là 105C041670. Thì với việc là anh chị nhập cái mã này thì anh chị lần đầu tiên giao dịch sẽ được Techcom Security họ tặng cho 0.1% trên giá trị giao dịch. Rất là thuận tiện đúng không ạ? Mà rất là hiệu quả cho các anh chị và các bạn. Đấy, cái việc đặt lệnh thì nó khá là đơn giản như vậy thôi. Anh chị hãy đặt lệnh nhá. Ví dụ như mình không muốn mất thời gian thì mình đặt lệnh định kỳ đi, xong mình đặt mua thôi này. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến một cái điều khoản điều kiện của hợp đồng. Đó. Ở đây thứ nhất là về các cái rủi ro về biến động giá, rủi ro về thanh khoản, đó, rủi ro về thị trường, rủi ro về chiến lược, rủi ro về pháp lý, rủi ro hoạt động, rồi rủi ro về quốc gia. Rất là rõ ràng các điều khoản rủi ro ở đây. Và các cái điều khoản hoạt động mà anh chị có thể biết được đó chính là các cái khoản phí này, phí mua bán, rồi thì thuế. Đó, rất là tiện đúng không ạ? Anh chị có thể thần lắm hết ở đây và anh chị sẽ cần xác nhận ký hợp đồng và mình nhập cái mã OTP vào. Thì cái mã OTP này này là nó sẽ ở trên cái ứng dụng của anh chị nhé. Nếu mà anh chị đăng ký đầu tư trên điện thoại thì không cần, bởi vì là cái mã OTP nó sẽ kích hoạt luôn. Đó, mình ví dụ như lập cái mã OTP ở trên điện thoại của mình đây, mình lấy vào, mình nhập vào. Đó, như vậy là mình đã vừa đặt mua xong cái quỹ đầu tư trái phiếu của Techcom Security. À, rất là thuận tiện đúng không ạ? Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút là chúng ta đã có thể đặt mua được cái quỹ trái phiếu rồi. Để mua được cái quỹ cổ phiếu TCEF thì cũng rất là đơn giản. Anh chị sẽ gõ cái chữ TCEF, TCEF đấy ạ. Đó anh chị thấy không? Quỹ cổ phiếu top 30, tức là 30 cái cổ phiếu hàng đầu ấy, ở thị trường Việt Nam. Thế thì cái lệnh ở đây thì anh chị sẽ chọn là lệnh gì? Ở đây chúng ta sẽ chọn lệnh thường nếu mà chúng ta sẽ chỉ mua cái quỹ này. Còn nếu mà chúng ta chọn lệnh phân bổ là chúng ta sẽ mua một phần ở trong cái quỹ này. Đó thì thông thường thì tôi sẽ hay đặt lệnh thường thôi. Và cái ngày giao dịch chính là ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2 2021. Và số tiền đầu tư tối thiểu đây sẽ là 10.000 đồng anh chị nhá. Và anh chị có thể đặt lệnh định kỳ hoặc là không. Định kỳ ở đây được hiểu là như thế nào? Tức là chúng ta hàng tháng vào ngày mùng 3 ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải đặt nữa mà tự TCBF họ sẽ đặt cho mình để nhận được 0.1% cái giá trị giao dịch lần đầu. Thì anh chị nhập cái mã 105C041670. Đây là giá trị mà TCBS họ sẽ tặng cho các anh chị nhé. Anh chị vào đặt lệnh này, anh chị xác nhận này, nó cũng sẽ có một cái bộ hợp đồng đơn giản như vậy thôi, hợp đồng mua chứng chỉ quỹ cũng gồm các loại phí này, anh chị có thể xem luôn này.
phí phí mà mình bán lại này. Đấy, rất là dễ đúng không ạ? Sau đó anh chị sẽ ấn vào ký hợp đồng này. Sau đó anh chị sẽ nhập cái mã OTP vào là giao dịch thành công anh chị nhé. Ở cái mã OTP thì tôi sẽ hướng dẫn như cái video ở bên cạnh đây này anh chị xem này. Nhập vào đấy là xong, ấn xác nhận là ok. Rất là tiện thế thôi ạ. À, như vậy là tôi vừa chia sẻ cho anh chị cách thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ của Techcom Security, gồm quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu và quỹ linh hoạt thì cũng mua tương tự anh chị nhé. Nó cũng không có gì là khó khăn đâu. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.